Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2016, lễ Đức Mẹ Guadalupe, lễ kính, thứ hai tuần thứ ba mùa vọng, trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông. Ông liền tuyên sấm và nói: Lời sấm của Balaam, con ông Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người chiêm ngắm đấng toàn năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Hỡi nhà Gia-cốp, doanh trại của ngươi đẹp biết bao. Hỡi Israel, chỗ cư ngụ của ngươi tốt dường nào. Nó rộng lớn như thung lũng, như những vườn bên dòng sông, như cây trầm hương mà Thiên Chúa đã trồng, như cây hương nam bên suối nước. Nước tràn ra khỏi thùng chứa, và hạt giống của ngươi được tưới dư dật. Vua ngươi sẽ trỗi vượt Aga, và vương quốc ngươi sẽ uy hùng. Balaam lại tuyên sấm và nói: Lời sấm của Balaam, con của Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người biết ý nghĩ đấng tối cao, của người xem thấy hình ảnh đấng toàn năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Tôi thấy người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy người không phải gần. Một ngôi sao từ Gia-cốp mọc lên, một phủ việt từ Israel xuất hiện. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, và dạy bảo con vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lạy Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa đến hay ra đón người, chính người là hoàng tử bình an. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi người rằng: Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Chúa Giêsu trả lời: Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau rằng: Nếu ta nói bởi trời thì ông ta sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta thì chúng ta lại sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bây giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không được biết. Chúa Giêsu nói với họ: Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Đấng cứu thế đã đến trong trần gian.
Nhưng ta có chấp nhận Ngài hay không là tùy ở ta có khiêm nhường và thành tâm hay không. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã xuống thế làm người. Chúa đã tỏ mình ra qua lời giảng dạy và qua những việc làm đầy uy quyền. Vậy mà các thượng tế và kỳ mục vẫn không nhận ra Chúa, vì họ đã quá kiêu căng. Con cũng lo sợ cho chính con. Con đã để cho lòng con đầy ắp sự kiêu căng. Con dễ dàng đánh mất sự bén nhạy trước lời ngỏ của Thiên Chúa. Con cũng dễ dàng loay hoay tìm kiếm bảo vệ quyền lợi của mình. Con cũng dễ dàng để cho mình rơi vào tình trạng chán ngán và không còn đói khát sự công chính. Con cũng nhận thấy rất rõ khuynh hướng để mình đi trong mê lầm, giả trá. Chúa đã từ chối không tỏ mình ra cho những vị thượng tế và kỳ mục kiêu căng cố chấp. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa giúp con luôn biết khiêm nhường trong cuộc sống. Xin cho con luôn được ơn biết mở rộng tâm hồn để thành tâm đón Chúa, đón nhận chân lý và ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, con đang sống trong mùa vọng, mùa mong chờ Chúa đến. Con không mong chờ Chúa Giáng sinh vì Chúa đã Giáng sinh rồi, nhưng con mong chờ Chúa đến lần thứ hai như Chúa đã hứa, để hoàn tất quyền làm Chúa trên vũ hoàng. Đang khi đó, Chúa vẫn đến với con qua từng biến cố, qua từng anh em con gặp gỡ, và nhất là trong thánh lễ hàng ngày. Xin Chúa ban cho con luôn nhạy bén và hằng thức tỉnh đợi chờ Chúa đến mỗi ngày. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Thế giới sẽ hết nghèo đói. Mẹ Teresa thành Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979, đã kể lại câu chuyện sau đây. Ngày nọ, có một thiếu phụ và 8 đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bao tử. Mẹ Teresa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cảm ơn và chia ra làm 2 phần. Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, mẹ Teresa hỏi bà tại sao lại phân làm 2. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời: "Tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn." Mẹ Teresa kết luận như sau: "Thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có, chúng ta càng muốn tích lũy thêm. Nhưng càng nghèo khổ, chúng ta càng dễ chia sẻ hơn. Nghèo không là một điều xấu, giàu cũng không là một cái tội. Xấu hay không, tội hay không, đó là lòng tham lam và ích kỷ của con người mà thôi. Giá trị và danh dự của con người tùy thuộc ở lòng quảng đại của mình." Bài trích sách Lẽ Sống.